Ngày 1 tháng 8 tại trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng. Kể từ khi thành lập đến nay, Vụ Pháp chế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tài chính, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành tài chính. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng chúc mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, công chức, người lao động của Vụ Pháp chế qua các thời kỳ đã có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của ngành tài chính, nhất là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tài chính theo hướng cải cách, đổi mới và hội nhập. Thứ trưởng Võ Thành Hưng lưu ý, thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện thể chế tài chính hết sức nặng nề là một đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi ngành tài chính cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện thể chế tài chính. Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích, đóng góp của Vụ Pháp chế đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời tin tưởng, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ to lớn và trọng trách của ngành tài chính mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.